Hello anh em, thì hôm nay mình tiếp tục chia sẻ cho anh em một bản hát cực kỳ ngon nha. Đấy, thì anh em là chưa cài Fruitsu mới nhất thì anh em có thể xuống dưới phần bình luận để lấy link tải về nha. Giờ mình sẽ chạy script và test cho anh em luôn. Đây bản này bạn phải vào hook này, ở Next Sekuta cái là nó hiện menu luôn này, khá là mượt. Đây Afro Farm Level này. À, bạn này farm rất là ok luôn. Đấy, tốc độ farm rất là ngon luôn, rất là mượt nha. Đấy, bạn này rất là mượt luôn. Có sử dụng AL code X2 các kiểu như cái chỗ farm level luôn, khá là tiện. Farm Mastery này, farm Tegu này, Ambon này, Katakuri V2 này, farm Boss này, Elite Hunter này, đấy rất là nhiều luôn. Đây, phải setting. Setting thì anh em nào muốn bật TV thì bật TV lên. Đây, mình sẽ tí nữa mình sẽ test thêm cái bật TV nữa. Và như này phần setting farm mastery, phần nâng chỉ số này, phần tele này, redial này, phần này UP4 này, phần play này, phần divine food này, auto random này, được chạy khói, tự động cất. Đây, cái này bản này tự động cất full hoạt động nha. Đó, phần shop này đấy đầy đủ hết rồi, phần mid cũng vậy. Ok, bản mid này chưa có join server theo ID đấy. Ok, giờ đến test Ambon nha. Ambon test bypass TP xem bạn này có ok không. Ok, bypass TP bạn này có vẻ không được à. À, bypass TP bạn này vẫn được nha, nhưng mà nó phải bypass mấy lần này thì mới được. Đấy, không có một lần được luôn. Nhưng mà farm rất là ok này. Đó, farm rất là mượt luôn. Đấy, nó gom quái lại này. Bạn này farm quá ngon luôn. Bạn này không cần ghét cây nha. Đấy thì lên tải script với bản Fruitsu mình sẽ để dưới phần bình luận. Anh em xuống nó lấy nha. Đó, cảm ơn em rất nhiều. Anh em nhớ đăng ký kênh, bật like để mình có động lực làm những bản hát mới nhé. Cảm ơn em rất nhiều. Hẹn em vào những clip tiếp theo nha.